Lương phụ cấp thâm niên của đại tá sĩ quan quân đội mới nhất năm 2025, theo mục 1 bảng 6 ban hành kèm nghị định số 204 năm 2004 quy định, đại tá quân đội nhân dân có hệ số lương là 8. Theo điều 3 thông tư số 41 năm 2023 thì mức lương của đại tá quân đội bằng lương cơ sở nhân hệ số lương hiện hưởng. Theo nghị định số 73 năm 2024, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng một tháng. Lương đại tá quân đội nhân dân từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 là 18.720.000 đồng. Điều 3 thông tư số 224 năm 2017 quy định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với sĩ quan quân đội. 2. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên, thời gian phục vụ trong lực lượng thường trực của quân đội, thời gian hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành nghề khác được cộng dồn với thời gian quy định tại điểm A khoản này. 3. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên quy định tại khoản 2 điều này, nếu có đứt quãng thì được cộng dồn. 4. Trong cùng một thời điểm làm việc, được hưởng nhiều loại phụ cấp thâm niên thì chỉ được hưởng một loại phụ cấp thâm niên. Sĩ quan quân đội được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong các khoảng thời gian sau: thời gian sĩ quan quân đội phục vụ trong lực lượng thường trực của quân đội, thời gian sĩ quan quân đội hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành nghề khác được cộng dồn với thời gian trên. Trong trường hợp thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nếu có đứt quãng thì vẫn được cộng dồn.